cứu ta với. Đại tiên, ngài muốn thế nào? Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Ta trồng một đoá hoa tiên trong người ngươi, làm việc thiện càng nhiều thì hoa nở càng nhanh. Lúc nở rộ, khí suy bại tiêu tan. Tu hành chính là giúp ta diệt yêu trừ ma. Nếu làm trận lùi bước hoặc làm trái lệnh ta thì sẽ bị đau bụng như ăn mòn xương tủy. Đã đóng dấu tay, khế ước đã thành. Sao lại có loại rắn ép người ta ký khế ước vậy chứ? Đại Phượng, sao giờ Quynh mới tới? Tịnh Giao, mẹ ơi. Đại Phượng, chính là con rắn trắng này. Hắn ép ta ký khế ước, còn nói nếu ta không tuân theo thì bạn của ta sẽ chết hết. Hắn bảo muội ký là muội ký à? Muội không biết chạy sao? Không chạy được. Yêu Nghiệt, mau hủy khế ước này đi. Nếu không, đừng trách ta lột da ngươi. Đừng trách ta lột da ngươi. Thế nào rồi? Chắc được rồi chứ? Hai nồi đều được rồi. Đây, để ở đó đi. Ta cầm cái này qua đó, để ta giúp cô. Cái này, từ từ thôi. Ta dùng bột tam thức bôi ngoài da cho Quynh, rồi cho Quynh uống nhũ đằng hoạt huyết đan. Mấy ngày nữa là lành thôi. Tịnh Giao, tại sao đám người áo đen đó lại muốn bắt muội? Ta đâu có biết. Ta lo cho muội. Được rồi, nhân sâm này bổ tỳ lợi phổi, phục hồi củng cố kinh mạch, là thuốc tốt để bổ khí sinh tân. Hy vọng có thể chữa được bệnh lạ của huynh. Để ta khỏi bệnh, nhất định sẽ thay muội hủy bỏ khí ước quái quỷ của tên yêu nghiệt kia. Vừa rồi các con nói yêu nghiệt, khế ước gì hả?
rắn yêu đó hùng hổ bức ép, đồ như bất tài, không chống lại nổi. Vì thế mới ký khế ước với yêu nghiệt đó. Sư phụ, Tình Dao chọc giận yêu quái thì không nên tiếp tục ở Bách Thảo Hiên nữa, nếu không sớm muộn. Các con lui xuống trước đi. Dân, Giao Nhi à, từ xưa người yêu không đội trời chung. Nếu con gần gũi chúng thì sớm muộn sẽ bị trừng phạt, còn vạ lây đến người thân. Sư phụ, Tình Giao nhất định sẽ nghĩ cách hủy bỏ khế ước với yêu nghiệt đó. Bạch Huyền Hoàng, rìa lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng dính là triệu chứng gian nóng. Dùng lông đờm tả căng thang là chữa được. Với thời tiết hiện nay thì chứng bệnh này dễ tái phát. Sức khỏe cô quá yếu, ta kê thêm một ít lông đờm thảo. Lát nữa lấy thuốc cho cô nhé. Đa tạ đại phu. Cô phải từ từ dưỡng bệnh. Lông đờm thảo của cô này. Đa tạ sư tỷ. Có rắn, có rắn. Rắn ở đâu cơ? Nói gì thế? Làm gì có? Có rắn. Phải đấy, chẳng có gì cả mà. Rắn. 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 Đừng sợ. Liễu Long Đình. Liễu Long Đình, cứ ra đây cho ta. Tìm bổn tiên có việc gì? Con rắn trắng đó có phải người biến ra không? Phải thì thế nào? Cô ta nói nặng lời với cô, bổn tiên chỉ trừng phạt nhẹ thôi. Chuyện của ta không liên quan tới người. Mau hủy khế ước cho ta. Khế ước không phải trò đùa. Đâu phải cô muốn hủy là hủy. Chẳng phải chỉ là... Sao người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi thế hả? Làm sao mới hủy khế ước với hắn được đây? Ai vậy? Ai ở đó thế? Ngươi sắp đến lúc niết bàn, không đến giao trì lánh nạn mà ở lại trần gian, không sợ bị thiêu chết sao? Ngươi nói linh tinh, ngươi là thần thú, vừa không thể tu hành cùng cô ta, vừa không thể hóa giải kiếp nạn của cô ta, thì cần gì phải cố ở lại? Ta đi điều tức vài ngày. Nếu ngươi không thể bảo vệ tốt cho Tình Dao thì nhất định ta sẽ không tha cho ngươi. Đại Phượng, ngươi làm gì vậy? Nam nữ thủ thủ bất thân, mau buông tay ra. Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, sau này làm sao theo ta diệt yêu trừ ma? Không ngờ tam vị chân hỏa có thể ở trong tay của ta lâu như vậy. Liễu Long Đình, sau này bổn đại tiên sẽ ở trong chiếc chuông này, ngày ngày giám sát đốc thúc cô tu hành. Cái gì? Vậy sau này ta ăn uống đại tiểu tiện cũng bị ngươi quản à? Đó là tất nhiên.
đời cô tu luyện có thành tựu mới có thể theo ta diệt yêu. Đừng bảo cô cho rằng chỉ cần đầu độc khiến ta ngất đi là có thể thuận lợi hủy khế ước đấy. Có phải ta đã nói với cô hễ có hành động trái lệnh thì sẽ bị đau bụng như ăn mòn xương tủy không? Ta giới lúc đầu độc bổn tiên đâu thấy cô sợ gì, giờ biết sợ rồi à? Ta về Bách Thảo Nghiên đợi ta. Tiết sư phụ, Tiết sư phụ, Tiết sư phụ, Tiết sư phụ, cứu đại tỷ của chúng ta với. Tiết sư phụ, làm sao vậy? Từng người nói được không? Tiết sư phụ, ta là Uông Kinh Mặc, chủ cánh hát Uông gia. Thanh đại nhà ta mắc bệnh lạ, cầu xin người chủ lòng từ bi cứu cô ấy với. Cầu xin người cứu cô ấy, cầu xin người cứu tỷ ấy. Được được được, vậy lão thân sẽ đi một chuyến. Đa tạ người, mời đi bên này. Sư phụ, để con đi đi. Đại tiên, có phải người có cấp bậc rất cao không? Thế mà có thể bay trên trời thế này. Hai vị, mời vào. Hay, hay, hay. Hai vị khách quan, mời vào trong. Chỗ chúng ta ở đây không cần ngươi, cút. Hay, hay. Hay, hay. Hay, hay. Hay, hay. Hay, hay. Hay, hay. Nào nào, mời, mời ngài một ly. Hay, hay. Hay. Hay thật, phải đấy, phải đấy. Hay quá, hay quá. Rất hiếm có. Hay quá. Đúng vậy. Họ diễn hay như vậy, sao ngươi không xem? Nào, nào, mời cô, hai vị. Đừng xem kịch nữa, chúng ta khám bệnh đi. Người đâu? Đi theo ta. Hay. 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 Trước kia chỉ hát lúc nửa đêm, lúc thì Thôi Ân Oanh, lúc thì Đỗ Lệ Nương, bây giờ hát cả ban ngày luôn. Nào, mời đi bên này. Để ta xem thử.
Hai vị, chuyện chính quan trọng, chuyện chính quan trọng. Tránh ra. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân của ngươi vừa bị một chiếc tỳ bà tu luyện thành tinh khống chế. Nhưng giờ yêu quái đó đã bỏ chạy rồi. Chúng ta cũng phải bắt yêu quái bỏ chạy chứ. Tất nhiên. Các ngươi tốn bao công sức hát chung một vở kịch chính là để bắt cô ấy. Số cuộc cô ấy có gì đáng để các ngươi đổ xô vào như vậy? Thì ra mấy trò khám bệnh đều là kịch, toàn do bọn họ diễn. Xem chiêu. Cha, cha, lên đường bình an. Lên đường bình an. Cha, 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 lên đường bình an. Cha, lên đường bình an. Mở quan tài. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ngươi định làm gì? Lâm Thanh Đại.
Điều Hổ Ly Sơn. Yêu quái chết tiệt, tại sao cứ bắt ta? Cô lắm lời thật đấy, nói cho cô biết cũng không sao. Trên người cô có thứ ta muốn. Ta không hiểu cô đang nói gì. Mau thả ta ra. Mau dùng thuật khống chế lửa, dồn khí vào đan điền, thổ nạp thủy nguyên, vận chuyển tiểu chu thiên. Xà yêu này vẫn luôn khống chế cô. Bây giờ chính là thời cơ tốt để diệt trừ hắn. Giết hắn đi. Chuyện giữa ta và hắn không cần con yêu quái như cô lo.